Trước khi dõi theo những diễn biến mới nhất trong chương 262, Riri thiết nghĩ mình nên ôn lại một chút diễn biến của chương 261 được ra mắt cách đây đã hơn một tuần, phòng trường hợp anh em đã quên những tình tiết cũ. Jujutsu Kaisen chương 261 đã khiến cho nhiều độc giả kinh ngạc trước sự quay trở lại của Gojo. Nhưng khác với những gì mà fan mong chờ, thì kẻ quay trở lại không thực sự là thầy bé năm, mà chỉ là thân xác được điều khiển bởi bộ não của Yuta Okkotsu, aka thằng cháu họ hàng xa đã bác bắn không tới của thầy. Hóa ra, Yuta đã để Rika hấp thụ Kenjaku. Từ đó, cậu có thể sao chép và sử dụng kỹ thuật hoán đổi cơ thể. Thông qua những đoạn hồi tưởng, người đọc có thể đại khái hiểu rằng Yuta cần thân xác của Gojo để dùng vô hạ hạn, bởi lục nhãn là thứ mà cậu không thể sao chép. Tuy nhiên, điều đó đồng nghĩa với việc Yuta có thể sẽ bị mắc kẹt trong cơ thể của Gojo mãi mãi. Mặc dù đồng đội và thầy cô của cậu kịch liệt phản đối, Yuta vẫn chấp nhận rủi ro và quyết sử dụng lãnh địa của Gojo để combat với Sukuna. Một đoạn khác cho thấy Gojo và Yuta thực chất đã lập kế hoạch hoán đổi thân xác trước để dùng khi Gojo thất bại. Sau khi Yuta bị Sukuna chém đứt đôi, thập tự nhất sinh, cậu cùng Shoko Ieri đã quyết định rằng đến lúc triển khai kế hoạch. Đội ngũ y tế đã khâu lại phần cơ thể của Gojo, giúp Yuta nhập vào và chữa lành vết thương của thầy bằng phản chuyển thuật thức. Chương 261 kết thúc khi Sukuna triển khai phục ma ngự tru tử, đồng thời Yuta trong hình hài của Gojo cũng sử dụng vô lượng không xứ. Chương 262 vô lượng không xứ tái chiến phục ma ngự tru tử. Chương 262 bắt đầu với việc Sukuna và Yuta bành trướng lãnh địa, và Yuta thành công trong việc giảm kích thước rào cản của vô lượng không xứ xuống bằng với kích thước của một quả bóng rổ như Gojo đã từng làm. Khối lãnh địa được thu nhỏ nhưng vẫn gây sức ép cực lớn lên không gian xung quanh, khiến Yuji và Todo phải thụ thế che chắn cho bản thân. Hiệu ứng giữa hai lãnh địa tràn vào nhau. Lời dẫn truyện cho biết, kết giới nhỏ chính là biện pháp được Gojo Satoru đề xuất nhằm đối kháng với lãnh địa của Sukuna. Nó có thể tồn tại khoảng 3 phút và chống chịu được hiệu quả thuật thức của phục ma ngự trụ tử từ bên ngoài lãnh địa đến lớp vỏ ngoài kết giới. Yuta nghĩ bụng, với từng đó thương tích mà thầy Gojo cùng những người khác đã gây ra, Sukuna hẳn giờ đây đã yếu đi nhiều. Cậu nhất định sẽ có thể chống chịu được 3 phút trước lãnh địa của hắn. Đồng thời, lời dẫn truyện cũng tiết lộ rằng, để có thể xóa bỏ đi điểm yếu giới hạn thời gian 99 giây của phục ma ngự trụ tử mới, Nguyên Vương đã chấp nhận cắt giảm đi diện tích của lãnh địa một cách đáng kể. Trước trận đấu, Yuta đã hoán đổi linh hồn với Gojo để huấn luyện và cải thiện lãnh địa của mình. Yuta hạ quyết tâm rằng dưới 3 phút, cậu sẽ gây sát thương cho Sukuna đủ để hắn không thể duy trì được lãnh địa của mình. Sukuna cũng chẳng vừa, hắn kiêu ngạo nghĩ thầm rằng mình sẽ tiêu diệt vô lượng không xứ trong vòng 3 phút và mở rộng lãnh địa để giết hết lũ kia. Yuta thủ thế chuẩn bị tung đòn, nhưng Sukuna đã lao đến áp sát, dùng một tay trái đã cụp để khóa đòn đánh. Hắn liên tiếp đấm vào mặt Yuta trong lúc cậu chưa kịp phản ứng. Yuta ăn đấm thì lập tức ngỡ ngàng. Hắn xuyên qua được vô hạ hạn bằng lĩnh vực triển duyên ư? Sao hắn lại dùng được nó trong khi vẫn đang bành trướng lãnh địa chứ? Sukuna nở một nụ cười nham hiểm, đắc ý nghĩ rằng nếu đám camera chạy bằng cám chim của mê mê không chui vào được trong đây thì Yuta coi như xong rồi, vì chẳng ai ngoài kia biết được chuyện gì đã xảy ra để cứu cậu cả. Và như thể để dự báo cho một cái kết không mấy khả quan dành cho Yuta, Rika ở ngoài lãnh địa ôm lấy thân xác gốc của cậu, khóc thương gọi tên người bạn đời. Vậy là chap 262 đã kết thúc một cách bỏ ngỏ như thế. Liệu Yuta sẽ khúc, hay là sẽ có một cơ may nào đó để cậu lật ngược tình thế và tự cứu mình? Muốn biết, e là chúng ta phải chờ hơn 2 tuần nữa, vì GeGe đang gặp vấn đề về sức khỏe, nên chap 263 sẽ cần phải delay. Nếu anh em thấy video này hay thì đừng quên like và subscribe cho Riri nha. Mà nhớ nhấn cả nút theo dõi kênh để không bỏ lỡ những video ship ti chuyện 2D hay ho sắp ra mắt trong tương lai nữa. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.